Ultimate Beast Wars. Okay. I'm from Japan. I'm from Japan. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Bắc Tô, và ngày hôm nay Hoàng Anh đã mở cửa lại rồi nha. Thì mình sẽ làm một cái clip giải cho anh em xem là mình giả làm trai Nhật Bản để đi nhờ cái xe chụp hình. Nhưng mà trước khi làm video này mình đã học được vài câu tiếng Nhật rồi nha. Ok, chúng ta sẽ đi. Okay, anh ơi. Rồi anh chỉ là chỉ làm video giải trí vui thôi nha. Okay, thôi. Dạ. Mà không, từ từ anh. Bán má. Không có tiếng đâu. Anh nói lại đi. À, thôi. Đáng gì thì chúng ta sẽ tiếp tục đi thôi anh em. Ok, mình đã nhờ ba đứa em chụp hình cho mình rồi nha. Mình dùng tiếng Nhật mà ba đứa em nó cũng hiểu và đã chụp được hình vài tấm hình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Ok anh em, mình vừa thử hai bạn nữ này chụp hình cho mình nha. Nhưng mà có cái là bạn nữ này nghĩ mình là người nước ngoài thì nên mình không thể nào mà trôn được nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua bên này để nhờ mấy đứa hello, xin chào nha. Từ nãy giờ mình đã đi phỏng vấn được nhờ chụp hình được hai người nha. Tại vì đã chưa rồi, trời nóng quá. Bây giờ đi kiếm bạn nữ đi dọc phố rất là khó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống đường này để xem. Đi thôi mọi người. Xin chào anh em nha. Từ nãy giờ mình đã nhờ rất nhiều bạn nữ chụp hình rồi, và thì bữa nay chưa rất là nóng. Bây giờ có thể mình sẽ kết thúc video tại đây, và cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mà cảm thấy hay thì có thể chia sẻ và bình luận cho mình nha. Mình sẽ ra nhiều video hay hơn nữa.
chúc mọi người xem video vui vẻ, chúng ta đi thôi.